Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 18 tháng 3. À xin lỗi cả nhà, 17 tháng 3 năm 2022. Hiện tại bây giờ mình đang ở đường Tôn Đức Thắng, phường 5, thành phố Sóc Trăng. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với cả nhà về một cái điểm du lịch tâm linh mà khi cả nhà có dịp đi ngang Sóc Trăng á thì cả nhà có thể là ghé viếng cùng giống như mình ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà về một cái ngôi chùa có tên là Bủ Sơn Tự, hay còn gọi là chùa Đất Sét các nhà, ở trên đường Tôn Đức Thắng, phường 5, thành phố Sóc Trăng này. Thì tại sao cái ngôi chùa Bủ Sơn Tự này lại có tên là chùa Đất Sét? Thì cũng chia sẻ luôn với cả nhà về một vài thông tin là đối với cái ngôi chùa Bủ Sơn Tự á, thì có rất là nhiều những pho tượng bằng đất sét đó. Trên dưới hình như mình nghe nói đâu là trên dưới là cả mấy ngàn tượng thì phải, lớn nhỏ luôn cả nhà. Thành ra phải nói là đây là một trong những cái khu du lịch mà rất là tâm linh ở tại thành phố Sóc Trăng mà mình muốn chia sẻ giới thiệu với cả nhà trong buổi trưa ngày hôm nay đó. Thì bây giờ chúng ta đang đi tới ngôi chùa Đất Sét này. Mình thì thường thường mình luôn luôn muốn giới thiệu với cái nhà về cái quang cảnh trước khi mà đến một cái điểm du lịch nào đó. Thì như vậy thì cái nhà mới cảm nhận được về cái quang cảnh đời sống xung quanh của cái chỗ mà chúng ta chuẩn bị đặt chân đến, đúng không ạ? Thì cũng muốn chia sẻ với cái nhà về một vài thông tin về cái ngôi chùa Bủ Sơn Tự này. Thì ngôi chùa Bủ Sơn Tự này ngày trước á, thì cũng được thành lập cũng khá là lâu rồi cả nhà. Đầu thế kỷ thứ 20 là năm 1900 mấy đó. Thì nó cũng là trên dưới 100 năm rồi cả nhà. Thì ngày trước thì đây cũng chỉ là giống như là một cái am mà của một gia đình. Rồi sau đó là được xây lá lên, sau đó là gia đình bắt đầu tu á cả nhà. Thì đến đời thứ tư á, là đời của ông Ngô Kim Tòng. À, gia đình là gia đình họ Ngô nha cả nhà. Bủ Sơn Kỳ Hương chùa Đất Sét. Dạ đây, chúng ta đã tới rồi. Rồi mình sẽ chia sẻ với cả nhà về cái sự tích về ngôi chùa Đất Sét này nha. Bây giờ để xem chúng ta sẽ gửi xe đâu đây. Nhà đợi mình chút nha. Dạ rồi, đối với địa chỉ của ngôi chùa Bủ Sơn Tự hay còn gọi là Bủ Sơn Kỳ Hương nè cả nhà. Chùa Đất Sét nằm ở địa chỉ là số 286 đường Tôn Đức Thắng, khóm 1, phường 5, thành phố Sóc Trăng. Ở đây thì chúng ta có thể thấy nè cả nhà, là chúng ta sẽ đi từ cái cổng ở bên phía bên phải. Hôm nay là mình giới thiệu được với cả nhà về một cái ngôi chùa mới mà mình có dịp đi ngang Sóc Trăng để chia sẻ với cả nhà rồi. Rất là hay luôn phải không ạ? Chùa Phật Đất Sét. Dạ rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng vào ngôi Bủ Sơn Tự nè cả nhà ha. Vô ngôi chùa Đất Sét này để chúng ta cùng tìm hiểu cái tổng quan cũng như là những cái nét đặc trưng bên trong ngôi chùa Đất Sét. Đây là bên trong nè cả nhà. Khi mà chúng ta đi vào bên trong chùa Đất Sét thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có những cái món quà lưu niệm hoặc là những cái đồ ăn vặt, những món ăn vặt để cả nhà có thể mua để mình về mình làm quà đó. Đây chúng ta có củ cải chua ngọt nè, củ cải ngọt, củ cải mặn đó, chao, tương, đúng không ạ? Rất là hấp dẫn luôn. Ủa, này là chả mình chiên tại chỗ luôn hả chị? Chả cá. À dạ. Dạ. Cái này là đồ chai hả chị? Mặn ha. À đồ mặn ha. Dạ. Ồ, rất là hấp dẫn. À, cảm ơn chị.
chúng ta cũng có những cái bánh phồng tôm nè, hay là những cái đường thốt nốt nè, không ạ? Thì chúng ta có thể mua để làm quà. Quý khách hành hương tham quan du lịch hành lý từ việc lấy di tích lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật nè cả nhà. Treo môn, treo tiêu, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh chùa Tất Xét ngày 3 tháng 3 năm 2011. Ở đây chúng ta có một cái tổng quan để chia sẻ với cái nhà này. Vậy là sau hơn là đây cái nhà xem ha. Đây là cơ sở thờ tự thuộc hệ phái Bủ Sơn Kỳ Hương. Đó, do ông Ngô Kim Tây xây dựng năm 1906. Ban đầu chỉ là một cái am thôi, đến đời ông Ngô Kim Đính thì được mở rộng thành ngôi chùa nhỏ bằng vật liệu cây lá đơn sơ với diện tích 370,8 m² cho một khu đất là 2582,1 m². Và tới ông Ngô Kim Tòng là con của ông Ngô Kim Đính, lúc nhỏ đã ăn chay trường và rất say mê nhận tượng. Vậy là ông Ngô Kim Tòng rất là say mê nhận tượng. Năm 18 tuổi thì ông đã nghỉ học ở nhà làm rẫy để phụ giúp gia đình nghiên cứu kinh Phật và từng bước tu học. Hàng ngày và mỗi buổi sáng ông ra ruộng đào đất sét để gánh về đắp tượng. Cái này rất là hay nha cả nhà. Thì đến sáng ngày 18 tháng 7 năm 1970 âm lịch á, sau khi hoàn thành tác phẩm Lục Long Đăng thì ông lâm bệnh nặng và mất ở tuổi 61. Hơn 40 năm miệt mài đắp tượng, ông đã để lại cho đời 1884 tác phẩm tượng toàn bằng đất sét. Mỗi tượng mang một phong cách và sắc thái riêng, tiêu biểu như bàn thờ Tam giáo cộng đồng, tháp Bảo Tòa, tháp Đa Bảo, Lục Long Đăng, ba cặp đèn cài lớn, các hình tượng linh thú và những đồ thờ tự. Thì cũng chia sẻ luôn với nhà ha, về những cái bức tượng á là được dùng đất sét với là những cái bột của những cây nhang á cả nhà. Đó, chứ thêm một cái loại keo gì đó. Đó. Chùa Tất Xét có cấu trúc khá đơn giản nhưng lại chứa đựng vô vàn sự tích với gần 2.000 tác phẩm tượng nghệ thuật độc đáo, là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật tôn giáo độc đáo tiêu biểu cả nước nói chung và ở Sóc Trăng nói riêng. Đó là điểm nhấn của chùa Tất Xét. Chúng ta hãy cùng xem tổng quan cái này ha. Và trước khi mà chúng ta vào chánh điện thì chúng ta hãy tham quan ở bên ngoài trước. Cải chua, cải ngọt. Cảm ơn hết luôn cái việc của công ty. Đây, cao này cao truyền thống ngon lắm. Béo lắm. Về già bữa ăn được rồi đó. Về gì nữa nó bị cả cho. Dạ đúng rồi. Thì cái nhà thấy là bên trong chùa là chúng ta có rất là nhiều những cái đặc sản là tương trao đúng không ạ, với lại dưa cải á. Khu vực bên đây là khu vực nhà vệ sinh. Còn khu vực này là khu vực mà cái nhà có đói bụng, cái nhà có thể ăn ở đây uống ở đây. Ở đây là phía sau chùa Tất Xét. Vậy là chúng ta có thể là đi đường từ cửa bên hông nha cả nhà, hoặc là cửa này, hình như cửa này chắc lẽ là cửa chính thì phải. Hôm nay là ở dưới thì cũng đã là ngày rằm tháng 2 rồi đó cả nhà.
Thành ra là hôm nay là mình cũng chia sẻ với cả nhà để hy vọng có thêm nhiều khách tham quan biết tới nơi thờ tự này, cũng như là mình thấy được cái số lượng du khách có thể đông hơn á. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khu vực là cá hải tượng ở đây nè cả nhà. Chúng ta cũng có những chú cá ở đây nhưng mà nó không có to lắm. Sao mình nhìn giống cá lóc quá. Hình như cá lóc thì phải cả nhà. Đúng rồi, mình chỉ thấy cá lóc bên trong rồi. Đây chúng ta có một cái sala phải không ạ? Dạ rồi, chúng ta hãy cùng xem lại một vòng ở phía này. Chắc có lẽ là mình không biết, mình nghĩ đây chắc có lẽ là lối vào đó cả nhà. Đó, chúng ta sẽ cùng xem một vòng ở bên phải rồi sau đó chúng ta hãy cùng vào trong chánh điện cả nhà ha, để chiêm ngưỡng những cái tác phẩm nghệ thuật cũng như là cái về những cái tác phẩm mà bằng đèn cầy đó cả nhà. Có thể nói là những cây đèn cầy khổng lồ với khối lượng là trên dưới 100 tấn thì phải, 100 tấn, 100 hay là 200 tấn gì đó. Nói chung là rất là dữ dội á. Mà do ông Ngô Kim Tòng phải không ạ? Ông Ngô Kim Tòng đã xây dựng và tạo nên. Mình nghe nói thì đối với những cái đèn cầy mà do ông ấy tạo ra nắng đó cả nhà. Nắng bằng tay thì dùng những cái loại sáp và đốt cháy kể từ lúc mà ông ấy mất, là từ năm 1970 á, tới bây giờ là cái cặp đèn cầy nhỏ á, đã cháy hơn 52 năm rồi nhưng mà vẫn chưa có tàn. Đó là một trong chưa có tắt á, là một trong những cái đặc biệt, những cái đặc trưng mà tiêu biểu ở trong chùa Tất Xét mà mình muốn chia sẻ giới thiệu với cả nhà. Đến 1970. À, ở đây là phần mộ của ông Ngô Kim Tòng, năm sinh và năm mất là của thầy, của thầy Ngô Kim Tòng nha cả nhà. Đây là chân dung của thầy Ngô Kim Tòng nha cả nhà, là một trong những người mà có công mà xây dựng lớn để tạo nên ngôi chùa Tất Xét Bủ Sơn Tự cho đến ngày hôm nay đó.
Đây là khu mà Phật thuyết pháp Năm Vị Kiều Trần Như. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng vào bên trong chánh điện nha cả nhà. Này thì mình không biết là có theo hệ phái là nam nữ sẽ đi mỗi cái cổng hay không, thì mình cũng chưa biết như thế nào nữa. Người nhà xem những cái tác phẩm mà điêu khắc nè, nghệ thuật lắm. Chú rồng rất có hồn luôn cả nhà. Đây chúng ta có một cái sách kỷ lục Việt Nam. Vũ Sơn Tự xác nhập kỷ lục. Xác nhận kỷ lục này là ngày 21 tháng 9 năm 2013 nha các nhà. Tháp Đa Bảo và tòa Bảo Tò Liên Hoa bằng đất sét lớn nhất Việt Nam. Rồi bây giờ mình sẽ quyết định mình đi vào bên bên cửa bên phải nha cả nhà. Nếu mà thật sự mà cái này là những cái tác phẩm mà điêu khắc với tạo hình bằng đất sét ngày xưa thì phải nói thật sự là thầy Ngô Kim Tông không ạ, rất là khéo léo luôn. Rồi chúng ta sẽ vào bên cổng này nha. Vẫn một lúc khi giận khổ chịu trăm ngàn buồn khổ. Ở bên trong chùa nước sét này có 3 cây đèn cầy mà chưa có được đốt, là chắc có lẽ là 3 cây đèn này cả nhà. Cả nhà có thấy là bên trong là nước sét mà trộn với cái bột để làm cây nhang không cả nhà? Trong vòng 42 năm mà thầy Ngô Kim Tòng mới cả nhà đã tạo nên gần 2.000 tác phẩm mà tạo hình được thầy nắng bằng đất sét á. Đó là một trong những cái điểm mà đặc biệt và đặc trưng. Không ạ. Thập Diện Minh Vương.
hình từ bằng đất cẩn thận dễ hư. Cả nhà thấy không? Đây phải nói là một cái tuyệt tác luôn cả nhà. Một cái kỳ công mà tạo hình luôn các bạn. Ở đây chúng ta có hai cây đèn cầy nữa nhỉ, một cặp đèn cầy mà như là chưa được đốt rồi phải. Vậy là cặp này mới là cặp đèn cầy chưa được đốt nữa nhỉ. Còn ba cây ngoài kia không biết phải không, mình cũng không có rõ lắm. Mình chắc chắn này là cặp đèn cầy rồi. Nhập niết bàn. Bên đây là Ngọc Hoàng Thượng Đế nè các nhà. Nhà thấy những cái trụ này đều bằng đất sét đúng không? Cái nhà xem cái điểm này là cái nhà có thể thấy được là như thế nào. Ở đây sợi dây là phải ràng lại cái nhà, một cái sợi dây kẽm siết lại như vậy. Ngày xưa mà thầy Ngô Kim Tòng mà tạo nên được những cái đường nét mà hoa văn mà tạo hình như vậy bằng đất sét thì nó quá xuất sắc phải không ạ? Rồi chúng ta tiếp tục sẽ qua tới khu vực này. Mình sẽ mời cả nhà đi hết một bên ha, rồi sau đó chúng ta sẽ qua bên phía còn lại. Quan Thánh Đế Quân.
nghiệp cảnh đài. Đúng là rất ấn tượng của nhà, cái nhà nhìn cái cặp đèn cầy thực sự là mình nhìn giống những cây viết chì mà bây giờ mà chúng ta hay mua hay sử dụng á. Đây chúng ta sẽ có địa tạng nghiệp cảnh đài. Chúng ta sẽ có Hoàng Thánh Đế Quân. Hình tượng bằng đất, cẩn thận dễ bể. Long mã bằng đất, cẩn thận dễ bể. Đó, cái nhà có thể thấy được đây cũng là một trong những hai cái tác phẩm mà nghệ thuật mà được thầy Ngô Kim Tòng mà tạo ra này cái nhà. Cái nhà thấy thì đối với một chú long mã này thì mình thấy chiều cao chắc khoảng là hơn 2 mét đó cái nhà. Rồi chiều dài thì chắc cũng khoảng là hơn 1 mét rưỡi. Được thầy tạo bằng tay như vậy thì nó quá xuất sắc luôn cả nhà ha. Bên đây thì là một chú bạch hổ phải không ạ? Đó, cũng được tạo bằng đất như vậy đó cả nhà. Ta sẽ có là Thái tử du hành, Phật du ngoạn, à, cũng là những cái tiểu cảnh tái hiện lại. Phật giáng sanh, đây là Phật du ngoạn của chúng ta đây. Còn bên đây là Thái tử du hành này cả nhà. Quá là khéo luôn những tác phẩm như vậy phải không ạ? À, bên đây còn có một cái tác phẩm là Ngộ Không thì phải. Thì có lẽ ngày xưa là điển tích mà về các thầy trò mà thỉnh kinh thì như có lẽ là đã từ rất lâu rồi không cả nhà. Tại vì nếu mà bộ phim mà cái du ký thì ra khoảng năm 1800 mấy đúng không ạ? 980 mấy đúng không ạ? Nhưng mà thầy đã tạo hình trước cái khoảng thời gian đó.
rất ấn tượng luôn không ạ. À, vậy đây là cặp đèn cày nè cả nhà. Có lẽ là đây là cặp đèn cày mà đã hơn, đã cháy hơn 52 năm kể từ mà thầy Ngô Kim Tòng mất rồi cả nhà. Diệu trì kim mẫu. Cái nhà có thể nhìn thấy cái sáp của cái cây đèn cày này, cả nhà cũng biết là cái mức độ mà cái thời gian mà được xây dựng cũng như là được cháy là rất là lâu rồi không cả nhà. Phật thầy Tây An sinh năm 1908 và mất năm 1856, đây là 49 tuổi. Ở đây chúng ta vẫn còn hai cây cày rất là lớn nữa cả nhà. Vậy là mình có thể thấy được là ở dưới là cái đế, cái chân đèn cày cả nhà. Bây giờ xem những cái đèn cày là vẫn được thầy tạo hình hình rồng ở bên trên đó cả nhà. Bây giờ những cái đèn cày là phải dùng những cái nẹp để kẹp lại như vậy. Thì là khi mà những cái đèn cày này cháy á, cháy xuống dưới này là dưới cái phần đế đó cả nhà. Nhưng nó phẩm mà rất sét không đó cả nhà.
bảo tò liên hoa bằng đất sét nha cả nhà. Đó, đây là kỷ lục của Việt Nam năm 2013. Bảo tò liên hoa. Cái nét này rất là độc đáo luôn cả nhà. Cả nhà có thấy được ở trên mỗi cái cánh hoa đúng không? Là một cái bức tượng Quan Thế Âm thì phải. Đúng rồi, chính xác. Rất là nhiều luôn cả nhà. Thần. Đây là bà chúa thượng cụ bà Ngô Thị Bạch Tuyết Đạt Ma Tổ Sư. Ngũ Huyền Thất Tổ. Đối với những cái cây đèn cầy như vậy thì nặng hơn 200 tấn đó nha, nếu mà tính theo tổng khối lượng mà được đúc vào cái khoảng thời gian ngày xưa cả nhà thấy khối lượng nó rất là khủng khiếp luôn đúng không ạ? Tháp Đa Bảo, đây cũng là một trong những cái kỷ lục mà Việt Nam đó cả nhà, mà ở trong chùa Đất Sét được xác lập kỷ lục. Bây giờ xem nè, đây là một trong những cây đèn cầy mà đang được quấn lại, thì theo năm tháng thì đất nó sẽ khô đúng không, đất sét nó sẽ khô. Giờ thấy những cái đường nét mà tạo hình rồng ở đây có thầy tạo nên thì quá là đặc sắc vậy. Đúng là thực sự là không có gì trường tồn theo năm tháng được không cả nhà, có theo thời gian thì nó cũng sẽ bị mình vẫn chưa hiểu tháp Đa Bảo là tháp gì chứ vậy. Tháp Đa Bảo bằng đất sét, cả nhà xem nha, rất là độc đáo luôn. Cả nhà thấy là những cái tầng là đều là những cái ông rồng, những cái đầu rồng đúng không thì là mỗi hướng sẽ có một cái thiên vương cai quản đúng không ạ?
đó mình ở trong mà bắt đầu làm tới luôn này. Quan trọng là cái giờ là ở phòng đó. Ở phòng đó. Còn... nhưng mà cái cửa nhà trước, cái cửa, cái đường vô, cái mặt tiền này. Cái nhà xem đây chúng ta sẽ có một cái chú bạch tượng nha cái nhà. Thực sự mà nếu mà những bức tượng ở đây mà đa số là của thầy Ngô Kim Tòng phải không ạ? Ngô Kim Tòng mà tạo nên bằng đôi bàn tay thì phải nói là quá khéo léo không cả nhà. Thì chú sư tử quay đầu lại nè. Bên đây là Phật khổ hạnh. Phật thuyết pháp có vị có được năm vị hiểu đạo lý của Phật. Ông Kiều Trần Như, Thập Điệp Ca Diếp, Ma Maha Nam, Bạc Đà và Ác Bệ.
Nên là những cái tác phẩm này cũng là được tạo nên bằng đất sét nên là cái nhà kèm với những cái cây nhang đó, những cái bột để làm cái nhang đó nha, với một cái loại keo gì đó nữa. Ngày xưa mà đã được tạo hình như vậy thì quá khéo léo luôn. Và đó là một cái điểm nhấn và một cái nét đặc trưng phải không ạ? Nhà xem ở trong cái nhị xoan nè. Địa tạng được rồi, thì chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây, tại vì mình cũng đã chia sẻ với cả nhà về toàn bộ quang cảnh ở tại Bủ Sơn Tự, hay còn gọi là chùa Đất Sét, ở tại đường Tôn Đức Thắng số 268 khóm 1 phường 5 thành phố Sóc Trăng phải không ạ? Thì phải nói là đây là một cái nơi mà rất là đặc biệt cả nhà, một cái nơi thờ tự mà được các tượng Phật cũng như là những cái công trình được xây dựng mà bằng từ đất sét trộn với nhang đó cả nhà, mà được hình thành từ năm 1900 mấy á, nói chung thì cũng rất là lâu rồi. Nói là đây là một trong những cái điểm mà du lịch tâm linh mà cả nhà nếu có dịp mà đi đến thành phố Sóc Trăng á, thì cả nhà hãy ghé một lần ha. Lần nữa thì cảm ơn anh chị em cô chú bác rất là nhiều đã bỏ thời gian theo dõi video của Khương Nhật Minh. Hẹn gặp lại anh chị em cô chú bác vào video tiếp theo. Khương Nhật Minh chúc cả nhà xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp tới cả nhà ha. Chúc cả nhà sức khỏe ạ. Chùa Đất Sét, Bủ Sơn Tự tại thành phố Sóc Trăng.